Thảo Tâm so sánh các vai trò diễn viên mê đóng phim điện ảnh nhất vì một lý do: tiết lộ trải nghiệm thú vị nhất trong lần đầu đóng phim truyền hình. Cả ba cái bộ môn này đều có những cái kỹ năng cứng, kỹ năng mềm khác nhau. Phim truyền hình thì có một cái rất là hay là mình được đồng hành với khán giả lâu hơn. Em chưa bao giờ được lên một cái hành trình như vậy, là sẽ đồng hành cùng khán giả tới 4 tháng là kịch hình thể hay là kịch nói chung. Nó là một cái bộ môn nghệ thuật em cảm thấy rất là sống động, tại vì mình được sống qua nó, qua hàng đêm diễn. Em vẫn mê nhất là phim điện ảnh. Khán giả vẫn luôn nói rằng là diễn viên là diễn viên, nhưng đối với là những người trong nghề, chúng ta đều biết rằng là giữa điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch nó khác nhau hoàn toàn trong cái cách là mình diễn xuất, mình thể hiện cái vai trò diễn viên của mình. Mà cùng một lúc họ không có cả ba cái thứ đó trong giai đoạn này. Vậy thì với em sẽ so sánh sự khác biệt của ba cái thể loại này về cái khía cạnh làm một người diễn viên nó như thế nào? Thật ra thì em cảm thấy cả ba cái bộ môn này đều có những cái kỹ năng cứng, kỹ năng mềm khác nhau, nhưng mà nó cũng tạo ra những cái cảm giác rất là khác nhau. Nói về kịch hình thể trước, thì đây là một cái mô hình khá là đương đại, và em nghĩ là cái mô hình này khá là mới so với lại khán giả Việt Nam, và thậm chí là mới đối với em. Khi mà em biết là đây là một cái cơ hội để mình tham gia casting, thì em cũng chưa thực sự hình dung được kịch hình thể là gì. Và em đã từng nghĩ đây là một cái gì đó gần hơn với lại kịch câm, gần hơn với lại vũ đạo. Nhưng mà không, đây là một cái vở kịch có rất là nhiều yếu tố hình thể, nhưng mà cái cách kể chuyện nó xuyên suốt hơn cả kịch nói, tại vì mình phải đưa cả một câu chuyện cho một nhân vật. Trong cái quá trình hình thành cái tính cách của nhân vật cho vở kịch hình thể vừa rồi của em, thì em đã phải vừa học thoại nè, vừa biên đạo và vừa tạo ra những cái chuyển động có ở trong cái vở kịch, và đồng thời là kết hợp với lại những yếu tố rất là ước lệ. Ví dụ như là mình sẽ có một nhân vật không có mặt ở đó thì mình sẽ diễn như thế nào, mà mọi người cảm thấy là cái nhân vật đó vẫn ở trên sân khấu. Thì đó là những cái kỹ năng rất là khác. Nhưng mà mỗi đêm diễn kịch, và em nghĩ là tất cả những diễn viên kịch khác đều có thể đồng ý với em, mỗi đêm diễn kịch thì lại cảm giác giống như là mình đang được sống ở trong một cái bầu không khí khác, tại vì nó phụ thuộc vào những người khán giả đang đến xem tụi em. Sự cũng như là mọi người. Dạ vâng, cũng như là cái cảm giác của diễn viên qua từng đêm diễn nó cũng khác nhau nữa. Cho nên kịch hình thể hay là kịch nói chung, nó là một cái bộ môn nghệ thuật em cảm thấy rất là sống động, tại vì mình được sống qua nó, qua hàng đêm diễn. Khác với điều đó thì phim truyền hình hay là phim điện ảnh thì sẽ có rất là nhiều cái nhịp ngừng nghỉ, tại vì mình sẽ quay xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài. Đối với em vẫn mê nhất là phim điện ảnh, tại vì em cảm thấy em thích cái cảm giác được theo đuổi một cái câu chuyện trong một cái khoảng thời gian nó cũng có một cái độ nén nhất định, và nó có một cái bối cảnh thật. Đặc biệt là trong bộ phim Móng Vuốt vừa rồi thì tụi em được vào rừng và quay trực tiếp ở trong một khu rừng ở ban đêm, cho nên cái cảm giác nó rất là khó tả. Và cái độ nén cảm xúc đó khi mà mình được sống cùng với một nhân vật trong vòng một tháng thì nó rất là đã, nó tạo cho mình một cái cảm giác mình đi qua một cái chiều không gian khác thật. Còn với phim truyền hình thì cái khoảng thời gian quay của bộ phim 7 năm chưa cưới là 4 tháng, từ cuối năm ngoái cho tới tháng 4 năm nay, thì nó cũng là một bộ môn rất là khó, tại vì mình phải duy trì một cái tâm lý nhân vật trong một khoảng thời gian dài hơn, và cái nhịp ngắt nghỉ của nó cũng giãn ra hơn so với phim điện ảnh. Nhưng mà phim truyền hình thì có một cái rất là hay là mình được đồng hành với khán giả lâu hơn. Em chưa bao giờ được lên một cái hành trình như vậy, là sẽ đồng hành cùng khán giả tới 4 tháng lận. Những bộ phim điện ảnh hay là những cái dự án khác của em nó đều chỉ cao lắm là được một tháng. Dạ vâng. Điện ảnh thì sức sống không có lâu bằng truyền hình. Dạ vâng, cho nên là em cũng rất là mong chờ tới cái quãng đường sắp tới với lại khán giả truyền hình.